287 công dân Việt Nam từ Ukraine đã về nước an toàn. Doanh nghiệp xăng dầu báo lỗ, kiến nghị rút ngắn thời hạn điều chỉnh giá. Đồng Nai, thông xe cầu vượt Dầu Dây sau 5 năm xây dựng. Xem Covid-19 là bệnh thông thường, hệ quả pháp lý ra sao? Chào mừng quý vị đến với chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực Number One Acti hương chanh muối. Mở đầu chương trình hôm nay, ngày 9 tháng 3 như thường lệ là một điểm tin với những thông tin đáng chú ý sau đây. Vào lúc 11 giờ 30 ngày 8 tháng 3 2022, chuyến bay số hiệu VN88 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đưa 287 công dân, trong đó có 14 trẻ em dưới 2 tuổi và một số công dân có bệnh nền từ Bucharest, Romania đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài. Những công dân đăng ký về nước lần này là những người sơ tán từ Ukraine sang Romania qua Moldova. Đại sứ quán đã trực tiếp đón công dân ta di chuyển từ Moldova đến hai điểm tiếp tại Bucharest và ra sân bay, đồng thời phối hợp với cộng đồng người Việt Nam tại Romania thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn, ở tạm thời và cung cấp vật dụng thiết yếu cho công dân ta tại Romania trước khi lên máy bay về nước. Một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cho biết, hiện doanh nghiệp đang chịu lỗ từ 3 đến 5 nghìn đồng trên 1 lít xăng, dầu theo mức giá ngày 1 tháng 3. Dù đã dự báo nhu cầu, chuẩn bị lượng hàng đủ bán cho kỳ điều hành 10 ngày tiếp theo, nhưng nếu lỗ nặng như vậy thì hệ thống thương mại, bán lẻ có nguy cơ rơi vào đình trệ. Trước diễn biến bất lợi đang còn kéo dài, doanh nghiệp này kiến nghị cơ quan điều hành cần rút ngắn thời gian điều chỉnh giá cho phù hợp với diễn biến thị trường thế giới, không nhất thiết đợi đến ngày 11 tháng 3. Bên cạnh đề nghị rút ngắn thời hạn điều hành giá, các doanh nghiệp còn kiến nghị chính phủ giảm mạnh thuế bảo vệ môi trường. Họ cho rằng đề xuất của Bộ Tài chính giảm thuế ở mức 1.000 đồng trên 1 lít xăng là quá thấp. Để đủ sức kiềm giá nhiên liệu trong nước, cần giảm ít nhất 2.000 đồng trên 1 lít. Theo quy định hiện hành, kỳ điều hành giá xăng dầu được thực hiện ở các ngày 1, 11, 21 mỗi tháng. Trường hợp đặc biệt, liên ngành điều hành có thể đề xuất và thực hiện sớm hơn. Sáng 8 tháng 3, xe ô tô chính thức được phép lưu thông qua cầu vượt nút giao Dầu Dây ngã tư quốc lộ 1, quốc lộ 20 qua địa phận huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Phương tiện xe máy và người đi bộ không được lưu thông qua cầu. Cầu vượt Dầu Dây là hạng mục chính trong dự án nút giao thông ngã tư Dầu Dây do công ty cổ phần BT20 Cửu Long làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ tháng 3 2017. Theo kế hoạch, đến tháng 3 2018, công trình sẽ hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng nên dự án liên tục bị chậm tiến độ. Dự án thi công ì ạch kéo dài suốt 5 năm. Đại diện công ty cổ phần BT20, Cửu Long cho biết sẽ tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành toàn bộ dự án nút giao ngã tư Dầu Dây vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 2022. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chương mục nhận định. Thưa quý vị, mới đây, kết luận tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao cho Bộ Y tế đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh, nghiên cứu đánh giá tình trạng kháng thể bảo vệ trước virus SARS-CoV-2 trên phạm vi cả nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu, được gọi là bệnh lưu hành hay bệnh thông thường. Nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn nếu coi COVID-19 là bệnh thông thường thì còn bắt buộc phải đeo khẩu trang, khai báo y tế như trước đây và nếu vi phạm thì có bị xử phạt hay không. Để tìm hiểu hệ quả pháp lý từ việc coi COVID-19 là bệnh thông thường ra sao, chuyên mục nhận định đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đoàn Thị Phương Diệp, trưởng phòng thanh tra pháp chế, trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM để nghe ý kiến của bà xung quanh vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Có ba thuật ngữ tiếng Anh cần phân biệt liên quan đến vấn đề được đặt ra, đó là epidemic, pandemic và endemic. Theo Hiệp hội Bệnh phổi Hoa Kỳ thì gọi là pandemic
tức đại dịch, dịch lớn, khi sự phát triển của bệnh theo cấp số nhân. Điều này có nghĩa là tốc độ phát triển tăng vọt và mỗi ngày số ca mắc bệnh tăng lên nhiều hơn ngày trước đó. Epidemic có nghĩa là dịch bệnh thì được định nghĩa là một bệnh có sự gia tăng bất ngờ về số ca bệnh trong một khu vực địa lý cụ thể. Như vậy, sự khác biệt rõ ràng của đại dịch và dịch là ở quy mô và tốc độ của sự lây lan, đặc biệt là tầm ảnh hưởng. Riêng về endemic, bệnh đặc hữu hay bệnh nhiễm trùng lưu hành thì được định nghĩa là một đợt bùng phát dịch bệnh là đặc hữu khi nó thường xuyên xuất hiện nhưng chỉ giới hạn ở một khu vực cụ thể. Điều này làm cho bệnh lây lan và tỷ lệ có thể dự đoán được. Từ cách hiểu này, có nghiên cứu chỉ ra rằng bệnh đặc hữu là một bệnh mà trong đó tỷ lệ tổng thể là không đổi, không tăng, không giảm. Chính xác hơn, điều đó có nghĩa là tỷ lệ những người có thể bị bệnh cân bằng với số lượng sinh sản cơ bản của virus, số lượng cá thể mà một cá thể bị nhiễm sẽ lây nhiễm. Giả sử một quần thể mà trong đó tất cả mọi người đều có thể bị bệnh, cảm lạnh thông thường là bệnh đặc hữu. Như vậy, ở góc độ khoa học, một căn bệnh có thể trở thành dịch bệnh, đại dịch hay bệnh đặc hữu tùy thuộc vào quy mô và mức độ lây lan dịch cũng như sự nguy hiểm của nó cho sức khỏe cộng đồng. Tại Việt Nam, Điều 3 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 ghi nhận có 3 nhóm bệnh truyền nhiễm là A, B, C lần lượt với mức độ đặc biệt nguy hiểm cho đến nguy hiểm. Ngày 29 tháng 1 năm 2020, Bộ Y tế ban hành quyết định số 219 về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A. Đến ngày 1 tháng 2 năm 2020, Thủ tướng ban hành quyết định số 173 về việc công bố đại dịch COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu. Từ hiệu lực của luật và các quyết định trên, các quyền được chữa bệnh miễn phí, trách nhiệm phòng chống dịch, khai báo trách nhiệm hình sự của người dân có đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai. Do đó, nếu có văn bản chính thức từ Bộ Y tế loại bỏ bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra khỏi danh mục nhóm A, đương nhiên các quyền và trách nhiệm pháp lý trên sẽ chấm dứt. Chẳng hạn, các hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước đây có thể bị xử phạt hành chính hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì nay, nếu xem COVID-19 là bệnh thông thường, người vi phạm sẽ không còn phải chịu các trách nhiệm pháp lý này nữa. Tóm lại, việc loại bỏ COVID-19 ra khỏi danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A sẽ kéo theo việc chấm dứt các ràng buộc pháp lý mà chúng ta đã điều chỉnh một cách khá hiệu quả bằng các quy định, chính sách trong thời gian qua. Việc chấm dứt này có lẽ là chưa phù hợp trong bối cảnh thực tiễn hiện nay. Theo tôi, chỉ nên hạ cấp độ dịch và xác định nới lỏng tương ứng các biện pháp phòng chống dịch, loại bỏ những biện pháp tốn kém và không hiệu quả như cách ly y tế, kiểm soát ra vào vùng dịch, ngừng hoạt động một số lĩnh vực kinh tế là nên làm. Cạnh đó, việc duy trì các biện pháp như tuân thủ 5K là cần thiết để có thể sống chung an toàn với dịch bệnh. Xin cảm ơn tiến sĩ Đoàn Thị Phương Diệp. Thưa quý vị, thời lượng chuyên mục nhận định xin được khép lại tại đây. Tiếp theo chương trình mời quý vị đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Mẹ em là vận động viên cầu lông đó, để xem thế nào. Đủ mồ hôi, cơ thể mất nước và khoáng, bạn đuối sức, hãy uống Active hương chanh muối, bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh. Ông ơi, vô thay. Number one Active hương chanh muối, bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 8 tháng 3 mà chúng tôi vừa cập nhật. Bé trai tử vong do cắm thề kim loại vào ổ điện. Ngày 7 tháng 3, Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh cho biết nơi đây mới tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân 7 tuổi ngừng tuần hoàn. Được biết, bé bị điện giật khi cắm thề kim loại vào ổ điện. Đáng tiếc là sau 60 phút cấp cứu, bệnh nhi không có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn. Đưa tin về vụ việc, PLO đã có bản tin bé trai tử vong do cắm thề kim loại vào ổ điện. Bản tin sau khi đăng tải trên fanpage đã nhận được nhiều ý kiến bày tỏ lòng thương xót đối với bé nhỏ như thương con còn quá nhỏ. Một bản đọc khác thì góp ý, nhà có trẻ con mà để ổ điện như vậy. Người đàn ông nhảy cầu Thuận Phước tử vong. Khoảng 8 giờ 30 sáng 8 tháng 3, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã vớt được thi thể người đàn ông 42 tuổi, ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng, sau khi ông này nhảy cầu Thuận Phước. Được biết, trước đó ông này đã ngồi ở cầu Thuận Phước 15 tiếng, khiến lực lượng chức năng túc trực chờ cứu hộ. Sau đó người này quay về nhà, rồi lại quay ra cầu tự tử. Đưa tin về vụ việc, PLO đã có bài
người đàn ông nhảy cầu Thuận Phước tử vong. Bài viết cũng nhận được nhiều ý kiến bạn đọc như: đáng tiếc cho một đời người nghĩ quẩn rồi kết thúc cuộc đời mà chẳng giải quyết được gì. Một bạn đọc khác góp ý: chúng ta phải biết trân trọng mạng sống, để được làm người là khó lắm. Thưa quý vị, chương trình Nóng hôm nay ngày 9 tháng 3 năm 2022 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được sự tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực No. 1 Acti Hương Chanh Muối. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.